Hey, chào mừng các bạn quay lại channel tiếng Anh GrabByte. Các bạn đăng ký bên dưới theo dõi những clip về ngôn ngữ tiếp theo. Thì bên cạnh có quả chuông ấy, khi các bạn bấm vào đó thì là mỗi khi tôi ra một cái video mới thì các bạn sẽ được những cái thông báo là tôi có video mới. Thì như thường lệ khoảng 3 đến 4 ngày tôi bắt đầu tôi tiếp tục làm một video bằng tiếng Việt, nó bằng tiếng Việt về vấn đề ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Thì là hôm nay là ngày chủ nhật thì trước tiên là tôi kính chúc các bạn có một ngày hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thân và gia đình. Còn bạn nào mà hôm nay vẫn đi làm việc thì tôi chúc các bạn đó là có một ngày làm việc nhiều năng lượng và nhiều hiệu suất, hiệu quả. Ok. Thì chủ đề hôm nay là gì? Chủ đề hôm nay thì là tôi sẽ giới thiệu một vài cuốn sách kiểu như bằng tiếng Anh. Đây, ví dụ như mấy quyển này bằng tiếng Anh thì là dành cho những các bạn mà mới học tiếng Anh hoặc là các bạn nằm học khoảng 6 tháng đến 1 năm mà chưa chưa biết định hướng là mình học như nào, hoặc là học 6 tháng đến 1 năm rồi nhưng mà mình vẫn chưa thấy một cái gì đó là hiệu quả nhất định trong quá trình học và mình không biết mình có đi đúng hướng trong quá trình học tiếng Anh không. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video như chủ đề như vậy. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Như các bạn đã biết thì là cũng có rất nhiều các bạn mà học ngoại ngữ và tiếng Anh, ở đây là tiếng Anh nói riêng nhé, thì khoảng 3 đến 4 năm trở lên thì họ sẽ có một cái trải nghiệm, kinh nghiệm nhất định về quá trình học. Nhưng mà tùy, thực ra thì có những người tự học và có những người học qua trường lớp, thì các bạn cố gắng là tìm những người mà người ta có khả năng tự học ấy thì hỏi kinh nghiệm người ta chia sẻ, thì mỗi người một kinh nghiệm, mỗi người một cách học khác nhau, thì các bạn cũng nên tham khảo nhiều nguồn ở trên mạng hoặc là gặp gỡ những người ở ngoài đường chẳng hạn, thấy người ta nói hay nữa rồi thì là nhờ người ta chia sẻ là cách học anh như nào, anh tự học hay là qua trường lớp. Nhưng mà các bạn nên tham khảo của những người tự học. Vì sao? Vì những người tự học là những người tự mày mò, tự trải nghiệm, thì người ta sẽ có một cái gì đấy nó khám phá, nó khác những người qua trường lớp đấy. Thì hôm nay là tôi làm video này chủ yếu là tôi chia sẻ vào những người mà học mới học tiếng Anh và là học tiếng Anh 6 tháng đến 1 năm mà không biết mình đi có đúng hướng không, không biết là mình học tiếng Anh có hiệu quả không. Vì trong quá trình học tiếng Anh thì các bạn sẽ trải qua những cái quá trình, nhiều quá trình lắm, như là quá trình là học 6 tháng 1 năm thì không biết mình có đi đúng hướng không, có hiệu quả không này, hoặc mà đến một thời điểm nào đó các bạn có thể nghe được nhưng lại không phản xạ được. Có nghĩa là các bạn nghe được nhưng mà không nói ra được, mình biết ở trong đầu mình hiểu rồi nhưng mình không thể phát ra cái từ đấy để nói với cả người đối diện, người nước ngoài được đấy. Đấy quá trình, mà sau đó là nói chung là rất nhiều quá trình. Thì hôm nay này tôi đi giới thiệu vài quyển sách như này. Đây, ví dụ là ngày xưa thì tôi học khoảng gần 1 năm thì bắt đầu tôi mới ra được láng, thì tôi mua những cái cuốn sách như này. Tôi nói chung là sách tiếng Anh thì tôi cũng khá là nhiều. Để ví dụ như này, cái cuốn này về các ca khúc tiếng Anh ngày xưa kiểu như thế hệ 8X hoặc đầu 9X chúng tôi thì là nghe kiểu như Westlife hay là Backstreet Boy hay là Britney Spears ngày xưa thì rất là nổi tiếng. Thì tôi cũng thỉnh thoảng tôi mua những ca khúc này để đọc, để nhại theo. Hoặc những cuốn như này, kiểu như Tiếu Lâm tiếng Anh này, hoặc là Nụ cười nước Anh này. Đấy, thì các bạn trong quá trình học đến khoảng 7-8 tháng rồi 1 năm thì các bạn cũng nên đi tìm mua một vài quyển sách để làm quen này, đọc cái tiếng Anh. Tôi biết là ngày xưa chúng ta học tiếng Anh là chúng ta học qua sách giáo khoa rồi nhưng thấy nó thiên về ngữ pháp nhiều, nó tắc tối, nó nhàm chán lắm. Tôi không áp dụng cái phương pháp đó. Đó. Thì là trong quá trình là học tiếng Anh thì các bạn sẽ trải qua là nghe nói đọc viết, thì tôi đã nói nhiều video trước rồi. Ok, khi mà nghe thì nghe là nhiều, các bạn nên đi nói. Trong nói thì các bạn khi ở nhà thì các bạn nên mua vài quyển sách để trau dồi cái khả năng đọc của mình, để trau dồi khả năng ngữ pháp hoặc là từ vựng để tăng dần dần lên. Đấy, từ đầu thì các bạn tìm những cuốn sách truyện cổ tích của các những cổ tích thế giới rất là dễ, kiểu như là cô gái mặc khăn đỏ này, hoặc là cô bé bán diêm các kiểu về đọc. Trong khi một các bạn nào mà học lâu lâu rồi các bạn muốn học về chuyên ngành kiểu như này, đây là cuốn này thì tôi ngày xưa tôi làm tour guide nghiệp dư khoảng gần 1 năm. Thì ngày xưa thì có nhiều bạn bảo anh ơi anh sao anh không làm tour guide, vì ngày xưa tôi làm tour guide cũng làm cho vài khách sạn mà, nhưng mà hồi đấy thì tôi làm tôi không có thẻ này, mà bây giờ các bạn biết là không có thẻ thì ví dụ mà ra Vịnh Hạ Long ấy mà người ta bắt được người ta phạt rất là nặng, rất là nhiều triệu đấy. Thì là tôi cũng không quyết định học mà tour guide vì là tôi cũng có một quá trình tôi trải nghiệm với nghề tour guide nghiệp dư rồi. Thì là hồi đấy thì có một anh người anh em tour guide cho tôi quyển này, kỷ niệm được quyển này. Đây là cuốn về tour guide về tất cả các tỉnh thành Việt Nam, về lịch sử, văn hóa, địa lý, xã hội, món ăn, ẩm thực các kiểu đấy. Thì là khi các bạn nào mà muốn đi sâu một chút, khi khi mà muốn đi sâu một chút về tiếng Anh thì là các bạn nên tìm những cuốn như này mà đọc.
Thứ nhất là sẽ bổ sung cho các bạn về lịch sử văn hóa những cái gần gũi nhất của Việt Nam chúng ta. Thì là khi người nước ngoài đến đây thì rất nhiều người ta sẽ quan tâm những cái vấn đề lịch sử văn hóa, địa lý, chính trị xã hội. Thực ra thì là tôi làm video tiếng Anh thì tôi rất hạn chế làm về mấy cái video là về nói về lịch sử hay là về chính trị hay là về tôn giáo, vì cái đấy các bạn biết là Việt Nam thì chúng ta có mỗi một chế độ thôi, cái tự do ngôn luận thì thực ra nó không có nhiều, thế cho nên là tôi rất nhạy cảm về cái vấn đề đấy. Tất nhiên là khi nói chuyện với nước ngoài thì mình là một đại sứ, một sứ giả truyền tin rồi, thì tôi sẽ tìm cách nào mà tôi truyền tin nó tích cực nhất thôi. Thế còn về chính lịch sử chính trị thì nhiều vấn đề lắm, nhiều vấn đề nhạy cảm nói thẳng, thì tôi không muốn bàn ở đây nhiều. Thì nhưng mà thực ra rất rất nhiều anh chị tour guide các bạn nếu mà nói chuyện họ thì họ rất am hiểu về lịch sử và chính trị, họ sẽ biết bản chất của nói chung là họ rất là đa dạng các chủ đề lịch sử văn hóa xã hội du lịch ăn uống, nói chung là hỏi cái gì hầu như họ cũng biết. Thế là tôi rất là thích là kết giao với cả những anh chị em tour guide, và cái khối kiến thức của họ thì rất là mở và họ thích nói chuyện hơn. Đấy đấy chính là đấy, trong quá trình học thì các bạn sẽ trải qua những quá trình là 6 tháng 1 năm thì là không biết mình có đi đúng hướng không, thì các bạn cứ cố gắng nghe cho tôi hoặc là đọc cho tôi cứ khoảng duy trì mỗi ngày khoảng 4 5 tiếng, 8 tiếng càng tốt, 10 tiếng càng tốt, có nghĩa là ngày nào cũng học, không bỏ ngày nào, kể cả đi ăn chơi nhậu nhẹt hay là đi la cà ở đâu ấy vẫn phải duy trì việc học, việc đấy là rất là quan trọng. Đấy thì là thì các bạn cứ tìm những cuốn sách từ đầu dễ, thì cứ ví dụ tìm những cuốn sách như này dễ trước đọc này, xong rồi về sau vào chuyên ngành sâu sâu về chính trị lịch sử thì sau. Tôi cũng rất thích là tìm hiểu những cái đấy, thì khi trong quá trình tiếp xúc với nước ngoài ấy, thì là sẽ có nhiều lứa tuổi, ví dụ như các bạn trẻ khoảng 18 đôi mươi thì các bạn chỉ thích đi ăn đi chơi thôi, chỗ nào đẹp này, chỗ nào ăn ngon rẻ cũng tùy người nhé, thì người ta thích mình dẫn đi đến những chỗ đó. Nhưng mà những người có tuổi thì rất nhiều người người ta quan tâm đến lịch sử, thế cho nên là các bạn cũng nên tìm hiểu một chút trước khi đi nói chuyện nước ngoài. Khi đến lúc đấy người ta hỏi mình biết còn mà trả lời, ví dụ như câu hỏi cơ bản như là dân số Việt Nam bao nhiêu, cờ Việt Nam thì có ý nghĩa gì, Mỹ đến đây vì sao Mỹ đến đây, vì sao người Pháp đến đây, người ta đến đây nhằm mục đích gì, người ta đến đây có mặt lợi hay mặt hại gì, chúng ta cũng cố gắng một chuẩn bị ở nhà trước. Khi mà đang nói chuyện với nước ngoài thì chúng ta có một cái vốn nhất định để mà trả lời. Thì nói chung là các bạn kiến thức các bạn càng đa dạng bao nhiêu thì là các bạn càng tiếp xúc được với cả nhiều người nước ngoài bấy nhiêu, và nói chung là mình là một cái sứ giả để truyền tin, một cái sứ giả của Việt Nam để giao lưu với các bạn bè quốc tế, cái đấy cũng rất là tốt đấy. Đấy thì hôm nay tôi làm video kiểu như là chia sẻ một cách về đây đây thì cái vấn đề thứ hai là về cách đọc sách thì như nào. Thì là cũng có một vài bạn nhắn tin cho tôi bảo là anh ơi, thế bây giờ em mua sách tiếng Anh về em đọc nhưng em lại không hiểu vì là em không có một số từ, không có lượng từ vựng nhất định cả. Đấy ở cái đây này cái vấn đề rất nhiều người gặp, thì tôi cũng thế thôi, bây giờ tôi học ngoại ngữ khác tôi cũng từ vựng mới nhiều chứ đúng không, mỗi ngôn ngữ thì có một số lượng từ vựng khác nhau hoàn toàn, thì tiếng Anh như vậy, nhưng mà ít nhất các bạn cũng có một số lượng từ vựng tiếng Anh nhất định từ hồi chúng ta ngồi ghế nhà trường rồi, kiểu như là cái nhà quả cam quả táo bố mẹ đấy. Thì có những cái đoạn tiếng Anh mà các bạn không hiểu thì các bạn đừng nên dịch, thì chắc chắn là dịch có thể các bạn cũng hiểu đấy luôn nhưng mà về sau các bạn quên ngay. Thì là nói chung là các bạn cứ mua những quyển sách nó dễ trước, thì khi mà dễ thì các bạn sẽ có những cái từ vựng nó cơ bản nhất mà nó dễ nhất chúng ta có thể hiểu được, và tất nhiên là trong đó sẽ có những cái từ mới cho chúng ta, nhưng mà chúng các bạn cứ đọc thôi, xong là phong mà phán đoán ra cái cụm từ đấy nó có ý nghĩa gì dựa trên những cái từ vựng mình đã biết trước rồi. Cái từ vựng mình biết chắc, tôi chắc chắn là các bạn cũng biết rất nhiều từ vựng tiếng Anh kể cả các bạn học lại từ đầu đấy, thì là mình có những cái từ gì mình không biết thì mình cứ đọc đi, đừng tra luôn, có nghĩa các bạn cứ đọc một phát khoảng 10 20 trang 30 trang, xong là một lúc sau đọc lại, xong là cứ đọc lại đi, đọc lại phán đoán cái cụm đấy nghĩa là gì, đọc lại 5 7 lần không hiểu cay lắm rồi bắt đầu mới ra vào mạng internet, xong là dịch cái từ này nó nghĩa là gì thì bắt đầu cái từ vựng nó in hẳn vào đầu các bạn luôn, có nghĩa là các bạn đọc nhiều gặp nhiều thì các bạn hãy tra từ, chứ đừng có là cứ gặp một phát từ vựng mới là các bạn tra nghĩa luôn, nó sẽ rất là nhanh quên, nó sẽ không hẳn vào não mình được đâu. Đấy thì thứ nhất là hôm nay tôi làm video, thứ nhất là cách các bạn chọn sách như nào, mình chọn sách những sách thiếu nhi trước, sách dễ trước, sách cho trẻ con đấy, mình kiểu như học như từ từ học như đứa trẻ con mà cứ chọn những quyển sách đấy, chọn những quyển sách cổ tích cho thiếu nhi trước, ABC trước, sau đó khoảng mấy tháng thì bắt đầu là tìm những cuốn kiểu như là dài hơn một chút kiểu như đấy,
Xong sau đó nữa thì là tìm hiểu mấy cuốn kiểu đọc kiểu mấy cái tiểu thuyết nước ngoài hay lắm, kiểu như từ cuốn Wi-Fi, mấy cuốn Nanh Trắng ấy, hoặc là cuốn tiếng gọi ở nơi hoang dã ấy. Xong sau đó là Bố Già các kiểu, xong sau đó tìm hiểu về mấy cái tour guide ấy, địa lý lịch sử bằng tiếng Anh. Thì bắt đầu thì các bạn sẽ có một số từ vựng rất là nhiều đấy. Thì là thứ nhất là chọn sách từ dễ đến khó trước, thứ hai là đọc thì là các bạn đừng dịch luôn, cứ đọc đi sau đó mình dịch sau.